Ok, chào mừng các anh chị đã trở lại với kênh của mình. Phải là hôm nay thì Dũng sẽ chia sẻ cho các anh chị một cái việc nó liên quan đến cách mà chúng ta tách các cái đường viền nó hiện xung quanh cái test, xung quanh cái khu vực làm việc, xung quanh cái phần header, phần footer thing nè, trong cái Word 2013. Thì thỉnh thoảng khi mà chúng ta sử dụng Word thì chúng ta vô tình chúng ta click nhầm thôi, chứ chả phải là chúng ta cố ý đâu. Tôi nghĩ chắc không phải là do cố ý, bởi vì nếu mà nó hiện như thế này thì chúng ta làm việc, chúng ta sử dụng nó nhìn nó rối mắt, nó rất là rối mắt. Do vậy thì thỉnh thoảng một số khi mà chúng ta thao tác cài đặt nào đó thì chúng ta click nhầm, tôi gọi là nhầm nút, rất là nguy hiểm. Tuy nhiên thì cái đây nó cũng chả có gì đáng ngại, nếu mà nó hiện ra như vậy thì chúng ta sẽ tắt nó đi thôi. Bây giờ thì chúng ta sẽ trở lại với cái màn hình máy tính, thì chúng ta sẽ thấy được cái hình dung được cái lỗi nó như thế nào, và cái cách để chúng ta tắt nó cũng khá đơn giản thôi, hy vọng rằng sẽ giúp ích cho các anh chị. Ok, bây giờ thì chúng ta trở lại với cái màn hình máy tính nhé. Ok, như vậy thì các bạn thấy trên cái màn hình đó nè, ở đây tôi có cái file Word, thì các bạn nhìn thấy ở đây nó xuất hiện các cái đường viền quanh cái khu vực mà chúng ta làm việc, quanh cái test này, đây, những cái đường viền này, đường viền xung quanh cái vùng làm việc này. Thực ra thì đây không phải gọi là một cái lỗi mà là do chúng ta tự cài đặt thôi. Thế thì thỉnh thoảng thì chúng ta vô tình chúng ta click nhầm vào một cái tính năng nào đó thì nó sẽ hiện ra cái đường viền như thế này. Thì bây giờ chúng ta làm như thế nào để chúng ta tách nó đi, để chúng ta làm việc cho nó đỡ bị rối. Thì có một số anh chị thì thích cái kiểu này thôi. Tại vì cái máy của tôi thì tôi sử dụng cái máy của công ty, cho nên nhiều lúc mượn thì của mấy anh IT, thì mấy anh IT chắc là thích đi theo cái kiểu này, thích theo kiểu hiện các cái đường viền như thế này. Thế thì bây giờ chúng ta phải làm như thế nào để chúng ta tách nó đi cho chúng ta dễ sử dụng thôi. Ok, đầu tiên thì chúng ta vào cái phần click vào chỗ tab file này, đó vào option, option rồi chúng ta kéo xuống chọn advanced. Quên cho nó kéo lên. Thì chúng ta tìm đến cái phần Show Document Content. Thì ở đây cái phần Show Test Boundary, chúng ta tắt nó đi, chúng ta tích, chúng ta bỏ nó đi, rồi sau đó nhấn nút OK. Đó. Thì bây giờ nó đã hết tất cả các cái đường viền, đó là đường viền quanh test, rồi đường viền quanh các cái phần khu vực làm việc, rồi phần footer, footing, hoặc là cái phần bottom của nó đều tặng hết rồi. Ok. Thông thường thì tôi lại thích làm việc với cái giao diện này. Thì có một số anh chị thì thích cái giao diện mà hiện các cái đường viền như vừa rồi, thì tôi nghĩ nó cũng khó nhìn, nó phức tạp, nó rối mắt. Như vậy thì chúng ta nên tắt nó đi. Nhiều lúc thì do chúng ta vô tình thao tác chúng ta click nhầm xong rồi thì lại không biết cách nào để chúng ta tắt nó đi. Đó. Thì cái video này sẽ hướng dẫn cho các anh chị cách mà chúng ta tách các cái đường viền, cái đường bao xung quanh các cái test. Ok, hy vọng rằng video này sẽ giúp ích nhiều cho các anh chị, đặc biệt là các anh chị là bên khối văn phòng đó nè. Còn bên ngành kỹ thuật là các anh chị làm bên quản lý dự án, thì thường chúng ta tiếp xúc rất là nhiều trong cái việc mà chúng ta soạn thảo văn bản, chứng từ rồi vân vân. Ok, nếu mà quýt thì các anh chị có thể đăng ký kênh và nhấn vào cái nút chuông thông báo ở bên cạnh để theo dõi những cái video chia sẻ mới nhất trên kênh này. Chúc cho tất cả các anh chị sức khỏe và thành công. Cảm ơn các anh chị rất nhiều.